Alaska, the has a state of ở alaska thống đốc đưa ra tình trạng thảm họa caused... đó là bị mưa bão typhoon merbot đã xảy ra <laughs> làm cho nhiều chỗ alaska bị lũ lụt ngay cái thành phố nồn nguyên chỗ đó bị ngập hết And homes off their Có nhiều con đường bị hư hại, nhà cửa thì bị chóc móng lên hết, trôi đi. Exactly Again, is... Đây là ông thống đốc của ở bên Alaska. Ông nói hiện tại bây giờ chúng tôi đang coi coi tình trạng như thế nào. Có khoảng chừng 1.000 mao bị ảnh hưởng của cơn bão này. Mưa lớn cũng đang đi tới ở bên California bị hạn hán. Mưa lớn lần này tới Cali sẽ giúp đỡ cho Cali đang bị cháy rừng. cái đám cháy mosquito fire chỗ đó đã bị cháy gần cả tầng nay. đó là một trong những chỗ cháy lớn ở bên California hiện tại ngay bây giờ. Từ hồi tháng 1 tới bây giờ, bên Cali không có thấy mưa nhiều cho lắm. The Theo nhà chức trách, hy vọng là cái cơn mưa này nó đi qua sẽ giúp đỡ cho giảm bớt cháy xuống về chuyện này. Còn đây là nằm chỗ khác ở bên California đây là cũng nhắc nhở cho mọi người biết hiện tại ngay bây giờ bên California đang bị khô cằn rất là nhiều. Đây là lửa cháy gần ở bên Hollywood Bowl, gần ở Los Angeles, họ tối hôm qua, sau khi một buổi ca nhạc bị cháy và hư hại một chút, không có nhiều. Còn đây là nằm ở bên Florida. Thời tiết khác bình thường làm cho Lady Gaga đã cancel cái biểu diễn ca nhạc. Đó là tại vì ở đây có xét đánh liên tục. Bà ta đã cancel cái show kêu mọi người về cẩn thận.